em đặt xe về quê ăn Tết à? Dạ vâng đúng rồi ạ. Nên xe đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga. Chạy cả Tết thế này chắc là vất vả lắm anh nhỉ? Đúng rồi em, đến Tết rồi thì ai mà chả muốn về đoàn tụ với cả gia đình. Thế sao anh không nghỉ sớm để về với người thân ạ? Thì tao đang định nghỉ đây, tự nhiên lại bắt cái cuốc này. Anh đùa đấy, phải chịu khó thì bánh chưng mới có protein chứ. Thế anh dài ăn chay đi. Nói thật với em chứ, mọi năm còn kiếm chứ năm nay đói kém năm. Được có mỗi 30 củ thôi, chả đủ mỗi cây. 30 củ cơ à? Mình là nhân viên văn phòng lương 5 triệu, có khi người ta còn chẳng thèm lấy tiền cũng này chứ. Mọi năm ấy là còn đủ tiền mua một cây về béo phụ huynh rồi đấy. Ui, lương anh cao thế thì mua cây quất hay là đào gì chả được ạ? À? Một cây vàng đi. Ôi ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch. Em ra là phải ăn uống đầy đủ vào, có sức thì mức lương nó mới tăng lên được, hiểu chưa? Tết nhất đến nơi rồi mà sao trong nhà chị Hiệp nó cứ chơi vơi thế? Ui, cái chị Hiệp này buồn cười nhỉ? Nhà em vừa sắm sửa biết bao lâu đồ mới đấy. Ui trời ơi, cái tivi này nó toa nhỉ. Tivi này 4K 60 inch đấy chị ạ. Bằng cái tôi để trong nhà vệ sinh. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi thế nhá. Mà thời buổi 4.0 rồi mà vẫn còn xem cái tivi đen trắng như này à? Thì đen đâu mà đen, chị nhìn vớ vẩn. Chị nhìn kỹ lại đi, đang đá bóng trên sân đình thôn đấy. Ông ấy bảo sao cỏ còn chả bằng ruộng chăn bò quê tôi. Chê nhá, tôi gặm cỏ ba vì á, xanh gấp tỷ lần thế này luôn. Úi trời ơi, quả noa này trông nó cũng chơi nè. Đây là hàng Nhật bãi xịn đấy chị ạ. Bác nó đánh cứ phải gọi nè. Đúng là thùng rỗng kêu to. Ủa gì vậy? Dạ cháu chào cô. Jenny ngủ yên hả cháu? Năm mới con chúc cô có nhiều sức khỏe ạ. Thế năm cũ là trông tôi ốm yếu lắm à? Ơ kìa mẹ, năm mới con chúc cô tiền nhiều như nước ạ. Tôi chẳng bao giờ rửa tiền cả nên là không cần nước đâu. Thôi thì năm mới con biếu cô sữa lót ba vì ạ. Cháu gái thông cảm nhá, cô không thích đồ ngọt đâu. Bởi vì là ngọt ngào đến mấy rồi cũng phải chia tay thôi. Đề phòng cô ăn kiêng nên con đã chuẩn bị sữa tươi lót ba vị, ít đường ạ. Thôi thì gọi là tạm chấp nhận. Đang giữa mùa đông mà sao trông em nóng bỏng thế? Sao anh bảo về nhà anh được ngủ đến 10 giờ không phải làm gì cơ mà? À, đấy là anh bảo vợ anh thôi. Còn mình đang là người yêu mà. Ừ, có gì em cố gắng phấn đấu nhá. Biết thế ta lên bờ hồ ăn bún đậu với Lee Min Ho. Có mệt không em? Sao anh bảo là nhà anh có máy rửa bát cơ mà? Mẹ anh bảo là máy rửa ẩu lắm. Em rửa hơi ẩu một tí thôi nhưng mà vẫn sạch hơn máy. Suốt ngày mẹ với chả mẹ. Thế thì anh gọi mẹ anh ra mà chẳng gọi gì cô đấy. Dạ không ạ, cháu định hỏi chỗ phơi bát thôi ạ. Cháu gái là chu đáo quá luôn ý. À dạ. Đúng là việc nhà thì nhá, còn việc chú bát thì xiên ghê ha. Nhưng mà cô hỏi này, thế sao cái bao bì của cô lại sữa này nó khác khác hồi xưa cái loại cô hay uống ấy, thế mà hương vị nó vẫn y nguyên nhá. Dạ vâng đúng rồi cô ạ, sữa ba vì ngày xưa đổi mới bao bì thành Love ba vì. Sự kết hợp giữa chữ Love màu đỏ thể hiện những yêu thương và chữ ba vì màu xanh tinh túy của con người. Ôi trời ơi. Đây là đặc sản Bắc Bộ, chuẩn sữa ngon giá tốt đấy cô ạ. Cứ như là nằm ở nhà máy hay sao mà biết rõ thế. À dạ không phải đâu, nhưng mà cháu lại là fan của sữa Love ba vì đấy cô ạ. Cứ đến Tết là cháu lại phụ bố mẹ chuẩn bị những thùng sữa tươi Love ba vì để biếu họ hàng và người thân đấy cô ạ. Công nhận là mùi vị cũng thơm ngon rồi, thế nhưng mà... Ui cô yên tâm, Love ba vì là thương hiệu đầu tiên được cấp phép chính thống sử dụng tên ba vì bởi Ủy ban Nhân dân huyện ba vì đấy cô ạ. Wow, hóa ra cháu gái lại là một người hiểu biết và đảm đang như thế. Cô Duyệt.